đuôi của cá sấu có thể mọc ra lại giống như đuôi của thằn lằn. Cùng tìm hiểu xem nó như thế nào nha. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra điều bất ngờ này nhờ tìm hiểu một phần đuôi đã bị rời ra của cá sấu, và họ phát hiện ra phần chóp của đuôi này thực sự là mới được mọc lại. Chúng có khả năng tái tạo lại cái phần đuôi đã bị rời đi vì một lý do nào đó. Và như thường lệ thì với các chi đã được mọc lại thì phần đuôi của nó sẽ hơi đổi màu một tí và vảy sẽ nhỏ hơn so với lại kích thước bình thường ở độ tuổi đó. Người ta đã sử dụng phương pháp công nghệ để nhìn vào bên trong cấu trúc của phần đuôi này và khẳng định là phần đuôi này đã được mọc lại. Một nhà nghiên cứu này đã cho biết: "Chúng tôi thấy nhiều điểm tương đồng giữa đuôi cá sấu được mọc lại và đuôi thằn lằn, từ cấu trúc suộng, kiểu vảy và màu sắc. Chúng tôi cũng thấy cả sự phát triển trở lại của các dây thần kinh ngoại biên và mạch máu, và khả năng mọc lại đuôi này thì chỉ có ở cá sấu con đang trong quá trình phát triển. Còn đối với những con cá sấu đã trưởng thành thì cũng không có loài nào làm rớt được đuôi của nó, trừ khi nó làm rớt đuôi của họ."